Anh Tuấn ơi, vì sao là đồng nghiệp thì khó rung động và khó xây dựng quan hệ tình cảm vậy ạ? Ủa, anh đâu có nói là đồng nghiệp thì khó rung động đâu. Chỉ có một cái nè, khi đã là đồng nghiệp một thời gian dài thì có nghĩa là đã không có rung động rồi, chứ không phải là khó rung động. Đã là đồng nghiệp thời gian mà nó không cua mình 5 năm rồi thì cái khả năng là nó không có rung động mình, tại nó rung động rồi, nó rung động từ cái ngày đầu tiên á, những cái ngày nó gặp sớm á, trừ khi có những cái gì đó rất mới xảy ra, hiểu không? Giả sử như em đi Thái Lan á, em đi Thái Lan về, em giả sử nè, ok, có hai người làm chung công ty với nhau, ok, rồi một ngày một người nào đó không biết sao quyết định đi Thái Lan, đi 6 tháng, ok, đi Thái Lan xong về thì cái người kia rung động, ok, thì cái người đàn ông rung động có tên, giả sử như là tên tên Thành đi, okay. Thì cái người bạn ở Thái Lan đi về thì cái người đàn ông tên Thành mới nói, ồ, em tên gì? Cái người này nói là, ồ, em tên Cindy, mình chơi tay chứ đi Cindy, Cindy em xin quá, cho anh xin số điện thoại. Cindy mới nói, đây số điện thoại của em, ok. Rồi cái anh ta thấy Cindy đẹp quá, anh ta lần đầu tiên anh ta gặp Cindy anh ta rung động, ok. Sau rồi cái anh ta hẹn hò nói, Cindy ơi, tối nay cho anh rủ em đi cà phê. Cindy, ủa nãy có bạn nào hỏi đồ ru quên không đấy? Anh xử được học đồ ru. Cindy học đồ ru chứ nào học gì nó không? Tuần sau anh, tuần này không có rảnh. Anh nói ok, anh có rung động, cho nên tuần sau cũng được. Thôi cho anh hẹn thứ bảy tuần sau. Cindy nói ok, rồi. Sau đó cái thứ bảy tuần sau cái hẹn hò với nhau đi, ok. Đi cái đi chơi cà phê này nọ, cái xong ngồi cái người bạn trai anh, cái người bạn trai tên Thành này thấy Cindy em dễ thương quá, nhờ anh đựng xíu đi. Cái Cindy cũng nói ok. Cái sau khi cái anh ta vậy hỏi cái ngồi cái anh ta đi xa xa trước cái hỏi ta nói Khi anh ta đi xuống dưới anh ta quảng lên cái vậy nè, cái Cindy cũng Cái anh ta hỏi chứ, ủa Cindy sao lạ vậy em? Nói là em còn phải qua Thái Lan đợt nữa, mới đang uống thuốc thôi, chưa hoàn chỉnh. Nhưng mà sẵn đây em cũng nói cho anh biết luôn á, là em là đồng nghiệp nam của anh hồi xưa trong công ty á. Em nè, anh là Thành, anh là Thành, hai đứa mình là phái Thành đó. Đó, nhưng mà em đi qua Thái Lan 6 tháng về em thành Cindy. Nhưng mà em là bạn với anh thôi nhé. Ngày xưa anh không có rung động với em là tại sau thời gian làm 3 năm em thấy anh không có rung động với em, cho nên em quyết định qua Thái Lan. Sau khi em Thái Lan về em có sự thay đổi, anh Tuấn Lê anh nói thay đổi đáng kể luôn, cho nên về anh rung động với em nhưng mà còn chưa hoàn tất, còn phải đi phẫu thuật vài lần nữa. Đó. Tức là khi nào có một cái sự thay đổi gì đó mà nó mạnh mẽ, nó kịch tính ở một cái góc nhìn hoàn toàn khác mà cái người đàn ông nó chưa thấy trong thời gian là đồng nghiệp, thì quả may lúc đó nếu như anh ta có sự rung động là khách quan nhé, thì anh ta mới thấy là mình có rung động với cô gái đó. Cái tình huống đó thôi là khi có cái tình huống rất là đặc biệt. Giả sử như ngày xưa em là một cái người văn thơ trong công ty, rồi mặt vô tình thì giống như lọ lem vậy, nó không biết sao mà cứ mặt cái dính lọ vậy đó, rồi tóc của em nó sơ sả vậy, giống như mấy bà phù thủy vậy đó, ok. Rồi em ăn mặc mấy cái bộ đồ mà giống như là của công nhân mà không có được, là nhìn nó không có xinh xắn á, đại loại vậy đó. Rồi mình không có chăm sóc mình, nhưng một ngày nào nọ mà ngày nào đó thì không biết sao ông giám đốc có một lần ông vô tình ông thấy em phát, ông thấy út chấm nhỏ này nha, dắt em lên làm thư ký. Mình làm cho câu chuyện nó ngắn lại đi, thì em trở thành một cô thư ký. Thì bữa nay em bắt đầu em mặc váy đẹp hơn nha, mà váy là một gang tay trên đầu gối đó nha, ok, chó bẹt rê nhảy lên táp không tới đó đó. Rồi tự nhiên bây giờ em tút lại một cái, da em nó mịn màng, tóc của em cột lên giống như là mấy cô tiếp viên hàng không của Hàn Quốc, cái tóc này dễ thương á, ok. Rồi em đeo cái khăn giống như họ, cũng giống như là tiếp viên hàng không á, bay bay này nè. Rồi lúc đó tay em bắt đầu, cái áo em nó mỏng hơn mà tay nó cao lên vậy đó, và bắt đầu cái làn da trắng của em, bàn tay em nó hiện lên. Thì anh ta mới là một ngày em đi ngang qua cái bàn của anh ta thôi, em đi vô phòng giám đốc, tại vì em là trợ lý của ông, em thư ký của ông, em đi ngang một cái anh ta cảm giác có mùi hương, tim anh ta đập mạnh, mồ hôi anh ta bắt đầu chảy ra, mồ hôi tay bắt đầu nó tiết ra, anh ta cảm giác đó, và anh ta đồng tử mắt anh ta mở ra, miệng anh ta nó trề ra. Tại sao? Anh ta cần thêm oxy, tim đập mạnh quá đó, biết không? Cái phần não đó nó đang bị ức chế, và những cái nội tiết tố tạo ra cảm giác rung động nó bắt đầu nó hoạt động. Và anh ta nhìn vô anh ta nói, tim anh ta đập, mà cái thằng bên kia nó nói, mày im lặng giùm cái. Nó nói tao có làm gì đâu ồn, mày im cái làm gì bịch. Nó nói tao làm gì bịch. Thằng nói rõ ràng ồn thế mà tao làm việc không được. Chồm qua cái cubicle nhìn vô nó nói mà tao thấy mày đâu có nói gì đâu, mà sao tim mày cái gì nó đập mạnh như vậy, nó áp vô nó. Ủa sao tim mày đập mạnh như vậy? À tao thấy em đi ngang qua, tim tao đập mạnh quá. Đó thì lúc đó anh ta có thể rung động. Đó. Còn lại bình thường trong các môi trường làm việc vẫn có thể rung động, nhưng mà con cái là không rung động thì là thôi, sau đó đâu có lý do gì đâu rung động được, hiểu không? Trừ khi nào nó có một cái trạng thái như vậy đó. Chào anh Tuấn, em rủ anh ta đi chơi uống cà phê mà sau 6 tiếng anh ta mới nhắn tin lại. Anh ta nhắn tin là có gì anh gọi lại, rồi anh ta im luôn. Vậy em có nên hỏi anh ta tại sao không? Bài ca đã viết rồi mà chưa nói hết lời. Biết bài đó không? Bài lâu lắm rồi. Bài ca đã viết, anh nói hết lời em ơi. Em ơi, em là phụ nữ, em rủ đi anh ta uống cà phê. Em ơi, em đang đeo đuổi đàn ông. Rồi nè, sau 6 tiếng anh ta mới nhắn tin lại. Em ơi, tin nhắn của em không quan trọng. Hiểu không? Anh ta nhắn tin là có gì anh gọi lại. Em ơi, em hoàn toàn không quan trọng. Rảnh anh gọi lại cho. Ok, anh bận công việc hay là mấy em khác. Ok, rồi anh ta im luôn. Em ơi, anh không có nhớ tới em. Vậy em có nên hỏi anh ta tại sao không? Tại sao mà em lại đi tới cái mức lại muốn hỏi tiếp? Em ơi, coi lại mình đi. Em cho mình chút cái kiến thức và biết cách để xây dựng cái giá trị bản thân mình trong cuộc sống tình cảm lại cái. Anh thấy cái hình đại diện của em tuy hơi xa, mắt anh hơi già, hơi kém, mà nhìn thấy có vẻ trẻ trung, nhìn cũng xinh xắn, nhìn không được cái mặt đâu, nhưng mà nhìn được cái, thấy cái hình nó cũng ok. Em biết xây dựng cái bên ngoài rồi, bây giờ xây dựng cái giá trị của mình đi. Cho mình một chút kiến thức về tình cảm, hiểu được những cái cần hiểu và bắt đầu xây dựng lại cái giá trị bên trong của mình để người ta yêu được mình. Em ơi, cái gì mà thê thảm vậy? Đương nhiên là không rồi đó. Cái đau khổ là tại sao lại đi hỏi một cái câu mà các bạn gái khác ở trong tình huống này, người ta không những không hỏi mà người ta còn giấu nữa đó. Hiểu không? Tiêu mẹ nó rồi, tiêu cờ mờ nờ rờ rồi. Thấy thương em đó, anh nói cái đó là anh thấy thương em đó, là với cái kiểu như vậy em đi vào trong cuộc đời, cuộc sống tình cảm, em có lẽ không nhìn ra được là cái thê thảm thế nào nằm chờ em phía trước. Bao nhiêu những cái người đàn ông đó sẽ làm cho em, họ không muốn làm nhưng mà họ gián tiếp, tức là tại mình đó chứ không phải tại họ. Nhưng mà mình đi vào nó giống như là em bước vào trong một trận chiến mà người ta bắn nhau đùng 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 với em, giống như một cô gái tung tăng ở trong đó theo cái dạng là mình không phải ở hoa đồng nội đi, mà giống như trong mấy bãi cỏ thảo nguyên mà hoa dại rồi đẹp như trong mấy cái phim đâu, mà là chỗ này đang bắn giết nhau mà em chạy vô em ôm cái gấu em bùm 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 bùm, hồi bồng dập hết trơn, đang bồng dập đó. Ok, né đi em, giúp mình, tôi sẽ tự biết yêu thương mình giúp em. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.